Ở khu này là có rất là nhiều quán cà phê nha mọi người. Đây là quán cà phê Roster gì ở Ire luôn. Đây. Mọi người thấy chưa? I don't have time for coffee. This coffee name is Dirty Coffee, and now I take away and I go to restaurant for dinner. The restaurant here, the food very nice. I will introduce for you in Ire period. I go to the restaurant now with my coffee. Ok. Bây giờ mình chọn menu nha mọi người. Cho nên thích ăn có mấy cái con cua dễ thương lắm. Cái con cua nhỏ nhỏ ở đây nè. Nó có gạch ở trong này, grill fried crab flat cooked egg yolk and sticky rice á mọi người. Hình như dạng như gạch cua hay gì vậy. Chứ là mấy cái đồ miền Nam, miền Chiang Mai là miền Bắc của Thái Lan á. Như này nè. Có đồ thịt kho, đồ dĩa, đồ chua. Nó hay ăn đồ chua như này mọi người. À, với lại cái này cũng ngon quá ha. Fried pork pelin. Cái này thấy ngon quá ta. Hồi giờ tới đang ăn mà để ý quên. Ok anh đi. Nếp có bọn nước. Thôi. Lướt. Dọc đường mà cũng có quán cà phê nè. Quán cà phê hoa hồng nó đẹp không mọi người? Wow, đẹp quá trời luôn nè. Nè, quán cà phê nó có đồ ăn, đồ uống đồ luôn á mọi người. Đẹp chưa? Quán này con gái thích lắm nên lên chụp hình. Đây, bây giờ mình sẽ vào ăn một cái quán Ong Tong Khao Soi, là cái quán đồ ăn ở Chiang Mai nè. Trời này rất là thích ăn cái quán này. Bây giờ mình vô ăn. Ở chỗ ăn nó có mấy cái chống đạn đạn Covid đó. Cái quán nhà hàng dễ thương nhỏ nhỏ ấy. Ở trên lầu đó mọi người. Bé nó thấy rồi. Đây, ở đây là Johnny rất là thích cái món này. Hồi xưa là ở Chiang Mai đó, cho nên là lâu lâu hay ghé mình đi ăn. Tại vì nó có mấy cái đồ cháo chua cải của mọi người, chua cải ở Việt Nam mình không ăn. Cả chua vậy đó. Đó, nó có cái nước ớt ở ngoài ngon. Với lại huyết rồi nha mọi người. Và heo, thịt heo. Đây, nhìn hấp dẫn quá mọi người. Thích ăn mấy cái đồ mặn mè nó giống như này. Mà mấy cục thịt heo ở đây nó làm ngon. Nó thấm thía, có huyết. Huyết là tỏi phi rồi hết nè. Bẻ đổ rau vô thôi. Cho một miếng chanh vào. Và quan trọng là phải có ớt. Ớt khô đó mọi người. Ớt khô này mà thiếu là không ngon đâu. Rồi. Món thịt heo lại đây rồi mọi người. Đây mình sẽ thử nha. Đây nó có mỡ nè.
Ở bên này có rất nhiều cà phê, cái trà sữa này, cái nó cũng ngon này, bea. Ở bên kia nó có cái gì Grab Park, vừa mua cái nước này trong cái khu The Best View of Bangkok á mọi người. Cái nước này vừa uống ngon này vô mua. Ở bên khu bên này là cứ cách mấy căn là có một cái cà phê gì đó. Đồ bánh này. Ở trong cái bánh có sao nó ghép cục kem vô không? Bây giờ nó đủ kiểu đủ hơn nè. Matcha, Smith, croissant màu đen thui nè. Waffle đó mọi người. Bánh đồ quá trời rồi. Nhiều quá trời, bánh tea mà. Morning tea. Đó, vừa uống cái này rồi nhưng mà giờ đang giới thiệu những cái quán cà phê ở trong cái khu Airy đây nè, Airy BTS mọi người, tới là nhiều quán cà phê lắm. Ngồi. Mua rồi thì sụt lắm. ก็มีผลไม้ปั่นกับตัวน้ำตาลไม่สไตล์ญี่ปุ่นตัวมันนมครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องคาเฟอีนนะครับผมผมก็จะแนะนำเป็นคาเฟอีนก็ได้คาเฟอีนก็ได้ก็จะมีเป็นสนใจเป็นกาแฟเป็นชาเป็นตัวไหนครับเดซเซอร์ไม่รู้เลยทุกอย่างก็ได้คาเฟอีนขายดีแบบตัวใช่ผมเลี้ยงจ่องอยู่ด้วยกาแฟไหมครับโอเคโอเคกาแฟผมจะแนะนำเป็นตัวยูสุคอฟฟี่ครับโอเคโอเคหนึ่งครับไม่เอาน้ำตาลนะถ้าต้นนี้เขาจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วแต่จะไม่ค่อยหวาน
honey nè. Ừ. Bánh gì đây vậy ta? À, bánh waffle hả? Waffle nó mỏng lấy kìa. Cái bánh nó là đẹp quá ha. Bánh nó hồi đợt ăn rồi kìa. Phần lói. Phần lói hả? Thấu ra không? Ừ. 150 mấy bạc một cái. Giống như hồi Phuket cũng mua vậy đó. Mấy cái kiểu bánh croissant đó, cái bột cái gì đó. Tới 100 mấy không? Thành 100 mấy chục ngàn Việt Nam mình đó hả? Quá trời quán cà phê ở bên này nè, đi dọc đường là thấy không? Mấy cái quán nhỏ nhỏ, bánh crepe nè. Bánh crepe nè, bánh này bánh gì vậy ta? Bánh crepe nè hả? Swiss apple. À, cái bánh crepe. Ngon quá. Đó, mày ngồi thấy không? Cứ đi một chút là có quán cà phê. Cái khu này gọi là khu cà phê. Bên đây cũng rất damn good. Rồi bên đây là cà phê gì nè. Rất là nhiều quán. Nhưng mà chỉ giới thiệu là mọi người sẽ, nếu muốn đi cà phê ở một cái khu nào đó thì nên đi tới là Ari BTS. Cà phê mới mở ở Ari trong mùa dịch nè. Cũng đẹp quá ha. Ô, đẹp đó chứ. Thế là mấy cái miếng rách rách ở trên nhưng mà đều là có ý tưởng thôi. Đó, đẹp quá ha. Đó, đẹp chưa nè. Cái quán nó đơn giản vậy mà đẹp. Có nhiều cái quán nó đơn giản nhưng mà đồ uống nó ngon, chất lượng với lại nó đẹp á. Nó phong cách, nó bước vô là mình thấy nó có một cái phong cách gì đó mọi người. Giống như nhiều cái bạn mặc đồ đâu có mắc tiền vậy mà tự nhiên thấy nó hay hay. Sao? Đây là khu Hairi á mọi người. Cái nhà hàng này ta thấy nhiều người vô ăn rồi luôn. Mai mốt mình vô cái nhà hàng này sẽ ăn. Cái khu bên này là có rất nhiều cà phê như Johnny nói đó. Bây giờ trên mọi người thấy đi, cứ đi dọc đường là cà phê nhiều lắm. Bây giờ sẽ ghé vào một quán cà phê nào đó tiếp tục để giới thiệu với mọi người nó nhiều đến như thế nào nha. Cái quán cà phê hôm qua Johnny nói cho nó mở trong dịp Covid này. Bây giờ vô trong này mua luôn. Vô trong này mua với lại uống thử nó như thế nào. Đây, Johnny sẽ về cái quán hôm qua mình chưa cả. Bây giờ mình sẽ khám phá quán mới mở trong dịp Covid nha. Ủng hộ quán trong dịp Covid. Đây là bánh nè mọi người, bánh ở đây là ngon nè. Mới trưng bày đẹp. Hạt ốc chó. Ah,
ở đây nó có mấy cái gương chống đạn này, chống tiêu cực tím, phải lộn, chống gì á, chống covid đó, đạn covid á. Đây mọi người thấy cái quán này không? Lên lầu được không ta? Năng thang của đài này không? Trên đây lâu quá ngồi được đâu, nó có chút xíu. Không có được, nó chỉ trưng bày thôi. Này mình sẽ mua gì hả? Review New Coffee à? Anh ấy bợt mày rồi đó. Hả? Đánh ý bợt mày rồi đó. Bestseller là con coffee sủi. ส่วนมากเขาจะชอบกินตัวที่เป็นม็อกเทลกับแบบก็จะมีตัวนี้ค่ะบอยวานิลาออริจินจิงเจอร์ครับใส่โคกรูด้วยค่ะใส่โคกรูใส่โคกรูก็ได้นี่ก็ได้520 บาทเนี่ยมองเลยครับ220ครับเรื่องแต่งเงี้ยมันนักทิ้งเบรกมันได้แหงนะมองเลยท้ายแหวนน้อยหมอจำหยิบโควิดเงินไปเนี่ยผมดังวะtrưng bày cũng được, nhỏ nhỏ nhưng mà dễ thương. Còn ở dưới đây và đây là ly cocktail cà phê 220 baht của tôi nè mọi người ơi, ngồi giữa đường, giữa cái ghế. Đây là cái ghế của Johnny nè, quán mới mở trong dịp covid ở BTS Arim đó, mọi người thấy không? Và bây giờ mình sẽ nhâm nhi thử ly cà phê 220 baht này như thế nào nha mọi người. Nó có cái hoa gì nè, hoa dâm bụt hả ta? Không phải, hoa này hoa gì á? Hoa này là Miss University. Miss University. Có nấm hỏ mà hay lo rồi. Có lấy khăn mà. Có trái thơm mà. Cái thơm nó không có gọt vỏ luôn, ăn luôn cái vỏ. Cái có trái táo hả ta? Nó có trái ổi. Ổi nhỏ, ổi trái lì á. Nó có cái chanh. Mà cái chanh gì đỏ đỏ hay nè. Chanh nước khác chứ. Nó ra cái trái phúc hoàng tử. À không, cái này là trái mâm xôi cho họ mọi người. Nó có trái nho nữa. Nó không có muỗng nha, mình sẽ mình múc cái này. Cái trái nho. Người ta nhìn cho nên bóc. Người ta nhìn trần quá, nhìn thằng nhỏ uống cà phê mà móc đồ ăn ra. Chứ là ta không có cha muỗng, không cha đuổi hả? Nó có trái blueberry nè. Mấy cái trái Việt Quốc mâm xôi rồi. Cái tiếng, cái tên nó khó nhớ quá không? Mâm xôi rồi. Phúc bồng tử nữa. Phúc bồng tử. Ly cà phê làm cái ót 2 phút 45 giây xong luôn. Đi. Review cà phê tỉnh mơ vậy á. 2 phút 45 giây đi. Uống xong đi ăn. À, cà phê nó không có mạnh, nó nhạt nhạt, uống cũng dễ chịu. Cũng ngon. Tôi móc cái cây này tôi ăn tiếp nè. Cái nho. Review xong rồi, quán cà phê đi. Uống cà phê 220 ngàn.
vô uống là một ly 220 ngàn xong đi vậy đó mọi người. Đó. Bây giờ mình đi ăn đi. Đó, đi dọc đường cà phê nhiều lắm thấy không mọi người. Mọi người qua Thái Lan nó tháng sau, tháng 12 gì đó. Không có, nếu mà không có cách ly mọi người qua chơi thì mọi người tới đây nè. Là nó nhiều quá đó. Đi BTS á, tiền quá. Đi giữa đường Airy nó có cái tiệm mới mở nè mọi người. Cái tiệm gì á. Tiệm gì á, thấy đồ ăn ngon vô. Order đồ ăn luôn, lai lao vậy. Nó bán mấy cái traditional food. Chứ lắm là này không? À lai lao vậy là đúng rồi đó. Thấy kiểu lai lao tưởng nước lao vậy. Nước lao hồi xưa cũng ở bên đó đó mọi người. Mà hồi đó đâu có làm YouTube đâu review. Đây bây giờ sẽ order món thấy thịt gà nó nướng ngon quá, ăn món thịt gà rồi. Kêu cái món tôm tít sống. Lần đầu tiên ăn tôm tít sống nha. Kêu thử cái món này mọi người. Tôm tít với lại papaya salad. Coi thử mình coi thử nó như nào nè. Ở bên đây bây giờ mấy cái tia chống đạn là nhiều, cái gương chống đạn nè. Đó. Bữa nay vô nhà hàng review rồi. Chứ không ăn ngồi đường phố, nhưng bên kia đường phố đồ ăn cũng ngon mà để nữa. Mà sao thấy bên này nó cũng không có mắc lắm. Thấy có xong tầm mà có 85 bạc rồi. Là rẻ cái bộ trong nhà hàng giờ là quá rẻ. Đó, ở bên Thái thực ra Tony ở lâu được là do Tony ăn được mấy cái đồ này nè. Tony thích ăn mấy cái đồ đồ miền núi á, giống như hồi xưa ở bên Indo cũng vậy. Đó, người ta bưng ra cho cái chén rau dễ thương cho nè. Ở bên Thái người ta hay ăn rau chấm với lại mấy cái đồ chấm đó mọi người. Nè, xé miếng rau ra chấm để ăn, chấm cái nước chấm này giòn giòn, chảy nước miếng luôn trời. Đó, chấm vô vậy nè. Chấm vô xong rồi nhai. Ngon. Lần đầu tiên ăn cái món này luôn á. Cái này bạn sẽ thấy ở đây hả? Tâm luôn pha bằng. Tâm luôn pha bằng hả? Luôn pha bằng. Luôn pha bằng. Ừ, cho nên là luôn pha bằng. Luôn thay hả? Thay bằng. Chăng tàu quạch. Luôn ghép hả? Thay bằng. Cái này chăng tàu quạch. Luôn ghép hả? Chai chai, cứ y sản. Y sản hả? Cái này là vùng y sản đó mọi người. Vùng y sản. Là một cái vùng phía đông bắc của Thái Lan. Ở bên đó nó nói tiếng khác. Cái tiếng ngôn ngữ nó không giống người Việt ở người Thái Lan ở bên này cũng không hiểu luôn. Y sản đó. Ở y sản cũng có nhiều người Việt Nam ở lắm mọi người. Làm ở Việt Nam luôn mọi người. Mực đã ra rồi nè mọi người. 200, cái này 220 bạc rồi ta. Nhìn cũng ngon quá không? Cái nước mắm nó ngon nè. Chấm thử nè. Wow. Ăn ngay nghỉ ở đây không? Khay. À, ở trong này là có trứng của cái con mực. Khay là trứng, ba mực là mực. Tiếng Việt Nam giống tiếng Thái Lan, mực là mực. Khay là ba mực. Rồi má. Review. Thịt gà ra nè mọi người. Gà nướng ngon quá không? Mà cũng rẻ nè chứ. Cái món này rẻ nè, có 85 bạc hay nhiêu, 890 hay nhiêu quá. Ngon. 24 people limited number of customer entering S1. Thì trong cái giai đoạn Covid là 24% nhà hàng. Ở bên Thái sẽ chấm đồ ăn sống rồi. Cái đậu que chấm với nước mắm rồi ăn. Người ta thích ăn thì lắm, mà trò này thích luôn. Chấm cà rốt nè. Cảm ơn mắm nè. Đây, cho anh em mua một cho luôn. Khóc buồn mát nó khó chui bỏ. Người ta tiếp tục mua một ly trà sữa ở khu Airy nữa nè mọi người. Nhân viên ở đó mặc áo giống Johnny mà đều màu vàng.
Đây, tiệm làm nail đẹp chỗ này ở trang bên Mỹ luôn. Yên cup, chai cup. Macadamia. Khăn nồm, xùi má. Orange ginger, orange yogurt, very delicious and beautiful. The cat here is so beautiful and very, looks so delicious. Red with cheese. The view in the garden also classic and a lot of trees, but the night cannot see. Ooh. It's so dark, but it's so beautiful for me. This coffee shop, I forgot the name, but in Airi, there's a lot of wow, raining. Puritan, wow, so beautiful.